Lính Mỹ dọa ma bộ đội Việt Nam và cái kết. Chiến dịch những linh hồn phiêu bạt hay chiến dịch oan hồn vất vưởng là một chiến dịch tâm lý chiến tranh của quân đội Mỹ thực hiện tại cuộc chiến tại Việt Nam. Mục tiêu của chiến dịch này là dọa ma, khiến những người lính Việt Nam run sợ, bỏ chạy ra khỏi nơi ẩn nấp ở trong rừng, từ đó bị lộ tung tích. Theo tín ngưỡng của người Việt Nam thì người đã chết phải được chôn cất kỹ lưỡng ở đất của họ, hoặc không thì linh hồn của họ sẽ bị phiêu bạt không có điểm đến kèm theo những cơn đau khổ của họ. Vì vậy, quân đội Mỹ đã dùng lợi thế này để lừa gạt những chiến sĩ Việt Nam bằng cách phát những cuốn băng ghi âm ma quái, những đoạn thoại được thu âm và chỉnh sửa cho thật đáng sợ. Để giúp chiến dịch trở thành hiện thực, chuyên viên quân sự Mỹ với sự giúp đỡ của một số người Việt dưới quyền Mỹ đã đi khắp nơi hoang vắng vào ban đêm trong rừng sâu, sáng tác một cuốn băng có tên là cuốn băng ma số 10, sau đó đem phát tán bằng loa. Mọi người vui lòng nghe một đoạn ngắn của cuốn băng này rồi chúng ta sẽ tiếp tục với video ngay sau đó ạ. Tôi đã về với mình đây, nhưng tôi còn đâu mắn ngân hàng nữa. Tôi đã chết rồi mà con đây ở. Tôi không biết chừng nào. Các bạn cần sống, cần có người các bạn gặp được người thân yêu của các bạn. Các bạn có muốn tôi nói cháu giỡn, cháu giỡn các bạn. Nếu không thì không thể tránh được cái tôi cảm thương như tôi. Cháu giỡn các bạn ơi, về đi. Quân đội Mỹ sau này đã không ghi nhận được bất cứ một bằng chứng nào về việc những người lính Việt Nam giải phóng bị ảnh hưởng bởi những đoạn băng ghi âm này. Không một số liệu nào ở Việt Nam cho thấy lính giải phóng phải chạy ra khỏi rừng vì sợ ma. Ngược lại, chính quân đội Mỹ lại là những người chịu tác động nhiều nhất của chiến dịch này. Chính những người lính Mỹ khi được giải thích để hiểu về nội dung của những cuốn băng trong chiến dịch này đã nghĩ rằng dường như nó nói về đúng cuộc sống của họ, chứ không phải là cuộc sống của những người lính Việt Nam. Hình ảnh những người dân Việt Nam và những người lính ra trận phải chết khiến họ liên tưởng đến chính bản thân của họ. Chiến dịch oan hồn vất vưởng được triển khai phổ biến vào khoảng năm 1968 đến năm 1970. Lúc này là thời điểm phong trào phản chiến tại Mỹ tăng cao. Số binh lính Mỹ thiệt mạng tại chiến trường Việt Nam lên tới đỉnh điểm khoảng 5-6.000 binh lính một năm. Ngoài ra, cách triển khai của chiến dịch dọa ma này rất có vấn đề. Khi quân đội Mỹ sử dụng trực thăng hoặc xe kéo loa công suất cao, phát vào lúc nửa đêm, rạng sáng hoặc chiều tối muộn, điều này tự nhiên lại khiến quân giải phóng dễ dàng phát hiện ra địa điểm tập kết của lính Mỹ và đánh trả rất mạnh mẽ. Hãy thử nghĩ mà xem, đang giữa đêm tối rừng rậm, kẻ thù tự nhiên lại tiết lộ ra vị trí, mà lại tiết lộ một cách công khai. Thì giữa những lúc đoạn băng được phát là thời điểm hỏa lực của quân giải phóng đáp trả đối phương. Một yếu tố nữa khiến cho chiến dịch này bị dìm là việc Mỹ dường như đã hiểu sai về văn hóa tâm linh của người Việt. Những bình luận của những người nước ngoài trên diễn đàn Reddit nói về chiến dịch này: người Việt không khờ khạo như cách người Mỹ đã lầm tưởng. Bất kỳ một người lính Việt Nam nào mà dám cầm súng đi bộ xuyên rừng với quãng đường hơn 1.000 cây số để vào mặt trận chiến đấu thì họ chẳng sợ cái gì hết. Thực tế, những người lính Việt Nam đã chứng kiến những âm thanh ghê rợn hơn thế rất nhiều, ví dụ như là tiếng B-52 gào rú ném bom này, tiếng bom napalm, tiếng máy bay ném bom bổ nhào. Dăm ba cái âm thanh ma quái thì chắc chắn không ảnh hưởng gì tới người lính Việt Nam cả. Chiến dịch thoáng qua nghe có vẻ hay, nhưng người Mỹ không hiểu người Việt, không hiểu văn hóa tâm linh của đất nước Việt Nam, khiến chiến dịch này trở thành một màn kịch vụng về tốn kém. Chiến dịch những linh hồn phiêu bạt hay chiến dịch oan hồn vất vưởng trở thành một trong những chiến dịch tâm lý chiến thất bại nhất trong lịch sử quân sự nước Mỹ. Cho tới nay, đây là chiến dịch dọa ma quy mô lớn nhất mà Mỹ từng thực hiện, và tất nhiên là với kết quả thảm hại nó mang lại, sẽ không ai dám nghĩ tới việc thực hiện lại chiến dịch này ở bất kỳ đâu khác trên trái đất này cả.